xin chào quý anh chị nhầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club nha anh chị Em là Ngọc Lâm Thì anh chị đầu tư nào đang xem cái video này nhớ like cho em Lâm một like, thả cho em Lâm một quả tim Cũng như anh chị đầu tư nhớ để lại cái phần bình luận dưới là đã like giúp em Lâm nha anh chị Ở dưới cái phần bình luận mọi người vừa nhấn cho em Lâm là đã like là ok rồi nha anh chị à, Thì có thể là anh chị đầu tư thấy trong giai đoạn này khi thị trường nó chỉnh 15 điểm anh chị Thì cái sắc À, ảm đạm cũng như cái sự sợ hãi nó lan tỏa lên thị trường à, khi mà thị trường nó tăng thì cái sự sung sướng cũng như cái sự phô mô, cũng như là cái sự lạc quan về thị trường đặt ra những cái target rất là xa ví dụ như 1.300, 1 một rưỡi rồi nói gì là à, về câu chuyện hóa rồng rồi đại sống, đúng không chị? À, tuy nhiên khi thị trường nó mới chỉnh 15 điểm thì hầu như những cái nhận định, hầu như những cái đánh giá thì người ta sẽ ngoay ngoắt 180 độ nói về công trình xấu của thị trường. Nhưng đó chỉ là cái về mặt ngắn hạn anh chị. Thì thị trường chúng ta nó vẫn có cơ hội để nó vượt lên khu vực đâu đó là 1260. Thì ở đây thì mình sẽ đưa ra quan điểm đánh giá là cái khả năng điều kiện gì để thị trường đi lên à, và điều kiện gì để thị trường không đi lên được trong giai đoạn sắp tới để cho anh chị đầu tư có một cái nhìn khách quan hơn. À, thì lên tới cái vùng giá là 1234 độ lên anh chị thì em Lâm đã nói với anh chị đầu tư rồi. Đây là một trong những cái vùng giá ở đây thì mình vẽ hơi lộn xộn nhưng mà mình phân tích lại nên anh chị nhà tư hiểu tại sao mình vẽ ở đây thì cách đây đâu đó tầm vài phiên thì anh em mình đã nói rồi đây là một trong những cái vùng giả bán một cái cái đỉnh cũ thì khả năng điều chỉnh của nó là tương đối cao thì cái này thì anh em mình đều biết hết rồi và đa phần anh chị nhà tư đều theo dõi mình đều biết cái vùng giả là, là cái vùng giả cực kỳ nhạy cảm khả năng điều chỉnh đâu đó là rất rất cực kỳ cao mình đã nói anh chị nhà tư là chắc chắn khả năng cao là nó đánh lên một lần nó sẽ không đánh lên được cái vùng giá này đâu tại vì à, kháng cự của nó là gì anh chị? Là những cái vùng đỉnh cũ này, bốn đỉnh nha anh chị, bốn đỉnh cũ. Nó rất là nặng và khả năng vượt qua của nó một lần một thì rất khó, à, rất khó. Thì khả năng nó sẽ đi lần hai, nó lên nó đánh lại cái vùng đỉnh này một lần hai nữa. Và nếu như xấu thì nó đánh lên một lần 3 nữa thì nó mới chinh phục được cái chỉ số index của mình trong giai đoạn sắp tới. À, thì điều kiện đầu tiên của thị trường đó là gì Dòng tiền nó phải phân hóa lại. À, nó phải phân hóa lại, nó không thể tập trung vào một cái nhóm ngành mà nó chạy miết như vậy được. Thì thị trường của chúng ta chạy nó không có bền. Thì nó cần phải phân hóa thì có chốt lại thì có tiền mới mua một cổ phiếu mới được. Thì cái dòng tiền trong giai đoạn sắp tới cần phải có một sự thay đổi. À, dòng tiền trong giai đoạn sắp tới cần có một sự thay đổi nhẹ nhàng ở trong cái cái À, cái dòng tiền của chúng ta là từ cổ phiếu cao xuống cổ phiếu thấp, cân bằng lại những cái bạc cổ phiếu chưa tăng và kéo những cái bạc cổ phiếu chưa tăng, à, tăng trở lại. Thì bắt đầu thị trường nó sẽ có cái gì? Cái gì? Nó sẽ có cái đều. À, nó sẽ tăng đều từng nhóm ngành từng nhóm ngành nâng nền từ 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 lên thì những cái nhóm ngành sau này nó nó tăng lên thì những cái ông như là ngân hàng đồ ông rơi vào tích lũy rơi vào tích lũy thì ông sẽ có cái nền giá tốt hơn để sau này ông có thể kéo vượt được cái thị trường của chúng ta vượt qua khỏi 1260 đó là cái kỳ vọng và khi vượt qua khỏi 260 nha anh chị thị trường nó bước vào một cái giai đoạn đại sóng là chuyện hết sức bình thường tại vì khi nó vượt qua 1060 1260 rồi thì phía trên nó 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 rất là là trống trải và cái khả năng kéo về đâu đó là 1 tư là chuyện hết sức bình thường ở Trong cái năm này à, Ok thì anh chị nhà tư thấy là cái à, điều kiện để mà thị trường nó vượt lên 1260 mươi à, Nó còn có cái vấn đề là những gì Nó còn có cái vấn đề đó là à, Cái vùng cái gì hình không Nó còn có cái vấn đề đó là cái vùng mà đưa ra thông tin hệ thống KRX à, KRX là một trong những cái tác động đầu tiên Một trong những cái game đầu tiên của thị trường Ở trong năm nay để tác động đến cái dòng tiền của thị trường dòng tiền của thị trường tốt dòng tiền của thị trường vẫn duy trì thì lúc này thị trường có cơ hội đánh vượt 1260 nhớ cho mình là phiên giao dịch hôm qua là 36.000 tỷ thì giống như em Lâm đã nói 1 tỷ đô 1 tỷ rưỡi đô đã xuất hiện 1 tỷ đô 1 tỷ rưỡi đô đã xuất hiện thì 3 tỷ đô trong giai đoạn sắp tới trong năm 2024 này có thể nó sẽ chinh phục được cái dòng tiền lớn thì chúng ta cùng nhau chú ý coi thử là cái dòng tiền nó chốt lại ngân hàng này nó có đi ra bên ngoài không hay là nó nằm ở trong thị trường và nó tiếp tục giao dịch. Nếu như nó chốt lại xong và nó tìm những cái bạn cổ phiếu nhỏ hơn, những cái bạn cổ phiếu có sự tích lũy tốt hơn nó vào thì cái dòng tiền nó vẫn giữ ở trong thị trường thì chúng ta vẫn có thể tự tin được trong giai đoạn sắp tới là đánh lên một lần nữa, lần thứ hai để chinh phục cái vùng đỉnh này. Và khả năng nếu như mà đánh lên lần thứ hai thì mình nghĩ nó sẽ cái khả năng xác suất của nó vượt được vùng đỉnh sẽ cao hơn rất nhiều nha anh chị và chúng ta kỳ vọng vào cái game KRX một trong những cái game uh, có thể hỗ trợ được cho cái uh, thị trường ở thời điểm hiện tại cái thứ hai là qua tháng 3, tháng 4 này nếu như đầu năm đấu giá đất lại thì nó cũng sẽ là cái tác động thứ hai để đưa thị trường của chúng ta vượt qua được 1.260 ở đây về mặt tỷ giá thì anh chị nhà đầu tư đang bàn tán về câu chuyện nó tăng thì cái giai đoạn khi mà mở cửa qua Tết anh chị thì cái tỷ giá nó đã lên rồi và trong livestream thì em Lâm đã nhắc với anh chị nhà đầu tư rồi tỷ giá nó đang lên cao à, từ đầu năm nha anh chị thì bây giờ anh chị nhà đầu tư thấy thị trường nó mới điều chỉnh 15 điểm trong một phiên thì bắt đầu anh chị nhà đầu tư mới chú ý tới à thì tỷ giá tỷ giá nó tăng nó ảnh hưởng thị trường nhưng không phải anh chị nếu như anh chị nhà đầu tư phân tích thì anh chị biết thừa là cái vùng đỉnh này là cái vùng mà khó vượt qua được một cái lượng hàng cực kỳ khủng khiếp ở phía trên này nó đè vào đầu anh chị nó cần phải có một cái thông tin hỗ trợ kèm theo cái dòng tiền vẫn giữ được trên thị trường là nó sẽ đánh bật được. ở đây thì có thể là anh chị nhà đầu tư thấy là em Lâm là một trong những cái người thật sự lạc quan đánh giá về thị trường ở trong thời điểm hiện tại. tuy nhiên thì đối với cái trước mắt anh chị nhà đầu tư phải đưa ra cái kịch bản là khả năng của thị trường à, quan điểm của mình là khả năng của thị trường. thị trường nó vẫn theo một khả năng chứ không phải là cứ thấy thị trường đỏ cái là bắt đầu phân tích xấu, thấy thị trường xanh mà phân tích ấy mình phải nhìn về cái mặt trung hạn để mình có thể tập trung mà mình đánh nó giống như cái giai đoạn này, này ai cũng nói là thị trường bắt đầu về 1.900 nhưng em Lâm nói là khả năng đi lên lại 1.205 điểm là tương đối cao thì sau đó nó gì gì nó bám trụ và đi lên được thì anh chị nhà đầu tư thấy là trong những cái giai đoạn khó khăn nhất của thị trường nếu chúng ta nhìn ra được chúng ta đánh giá được cái cơ hội của thị trường thì chúng ta sẽ có một cái lợi nhuận uh, tương đối đúng không chị thì bây giờ khi mà thị trường nó gặp khó khăn như thế này thì chúng ta phải đưa ra những cái À, lý luận cũng như đưa ra những cái đánh giá khả năng thị trường nó có vượt lên hay không Hay là nó tiếp tục nó nằm ở dưới nó nằm ở dưới 1260 thì thị trường của chúng ta nó nằm ở một cái mặt bằng cũng như nó nằm ở một cái nơi mà nó rất là là bình thường anh chị nhưng khi nó vượt qua được thì nó là câu chuyện khác thì chúng ta cũng phải có cơ hội đánh giá cơ hội tiềm năng trong giai đoạn sắp tới để chúng ta tham gia vào thị trường chúng ta phải cực kỳ bình tĩnh ở trong những thời điểm hiện tại những người đưa ra những quyết định đúng ở trong thời điểm hiện tại sẽ mang tới một cái lợi nhuận cực kỳ khủng khiếp trong giai đoạn sắp tới à, chứ không phải là chúng ta À, à, nhìn này nhìn kia sau bắt đầu là cứ chạy ra chạy vào thì anh chị nhà đầu tư không có lợi nhuận đâu ok thì bây giờ chúng ta sẽ đặt ra những cái cái à, vấn đề đó để chúng ta đi theo thôi ừ, cái thứ hai nữa là anh chị nhà đầu tư cũng phải biết là à, cái thời điểm mà sử dụng tỷ lệ margin thời điểm mà phân bổ tài khoản ví dụ bây giờ là anh chị nhà đầu tư hạ bớt tỷ lệ margin rồi sau đó chờ thị trường nó rung lắc nó điều chỉnh sau đó điểm cân bằng anh chị nhà đầu tư có thể cân bằng lại Chờ thị trường nó đánh lên một lần nữa, hoặc là nó vượt lên 1,260, anh chị nhậu tư có thể nhồi thêm hàng, nhồi thêm tiền vào. Nói chung là cái việc cân đối ở thời điểm hiện tại nó sẽ quyết định cho anh chị nhậu tư về cái mặt À, tương lai trong giai đoạn sắp tới à, chỉ cần anh chị nhà đầu tư xây dựng cái cơ cấu một xíu cái tài khoản ở trong thời điểm hiện tại thôi nó vững chắc để nó vượt qua cái cơn bão này thì sau đó anh chị nhà đầu tư sẽ nắm bắt được cái cơ hội trong thời gian sắp tới mình biết là hai ngày thứ bảy chủ nhật sau khi cái nhịp điều chỉnh của thứ sáu làm cho anh chị nhà đầu tư khá là nao núng và bắt đầu anh chị nhà đầu tư đi nghe ngóng thông tin rất là nhiều và nó nhiễu loạn nó làm cho anh chị nhà đầu tư rơi vào cái tình trạng đó là gì anh chị sợ hãi thì em Lâm luôn là người đi cùng với anh chị nhà đầu tư đưa ra những cái quan điểm đầu tư cũng như đưa ra những quan điểm làm sao đó cho anh chị nhà đầu tư thật sự là bình tĩnh để đưa ra những quyết định tốt trong giai đoạn sắp tới. Ok, điều kiện của thị trường nó vẫn còn, cái tầm nhìn cơ hội thị trường nó vẫn còn và chúng ta phải xử lý về mặt ngắn hạn để chúng ta hướng về cái mặt trung hạn cho nó tốt hơn trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Trung hạn của thị trường là cực kỳ đẹp và anh chị nhà đầu tư phải nắm bắt cơ hội từ đây tới 3 năm tới, đó là cái tầm nhìn về mặt dài hạn hơn nhưng mà cố gắng làm sao đó vượt cái cái khúc cua ngắn hạn này để mà đẹp hơn để cho anh chị nhà đầu tư tiến về trong giai đoạn sắp tới hạn chế là gì anh chị à, mua bán lung tung cứ mua cao rồi bắt cắt lỗ rồi bắt đầu mai mốt nó xuống nó tạo đáy là không dám mua nó lên cao cái lại mua và anh chị nhà đầu tư lập lại một cái vòng tròn thua lỗ lập lại một cái vòng tròn chết chóc trên thị trường đó là cái quan điểm đánh giá của mình nha anh chị cơ hội thị trường nó vẫn còn và chúng ta sẽ hướng về những cái mục tiêu xa hơn dòng tiền nó giữ được không có vấn đề gì về vấn đề là à, về 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 chính sách tiền tệ thì chúng ta vẫn hướng về thị trường chúng ta vẫn đi theo thị trường được trong giai đoạn sắp tới và khả năng sắp tới sẽ có hai game lớn của thị trường đó là ca rưỡi và uh, uh, cái uh, uh, đấu giá đất cụ thêm sẽ là hai cái game sẽ tác động trực tiếp đến cái câu chuyện Hỗ trợ thị trường vượt qua được cái vùng giá 1260 hay không, chúng ta cùng nhau chờ đợi. Nếu như vượt qua 260 chúng ta làm gì và nếu như không vượt qua mươi thì chúng ta làm gì. Đó là cái quan điểm đánh giá đầu tư cũng như là cái chiến lược tính toán à, cơ hội trong giai đoạn sắp tới của quý anh chị nhà đầu tư. Tập trung vào câu chuyện nha anh chị, à, đừng sợ hãi ở trong thời điểm hiện tại mà hãy tính toán à, phân chia dòng tiền ra để mà anh chị nhà đầu tư có những quyết định đúng đắn hơn. Cơ hội cho thị trường vẫn còn nha anh chị vẫn còn để cho anh chị nhà đầu tư có thể là kiếm lợi nhuận trong giai đoạn sắp tới cảm ơn mọi người rất nhiều thứ bảy chủ nhật thì mình đưa cho anh chị nhà đầu tư cái quan điểm đánh giá cũng như đưa cho anh chị một cái góc nhìn để cho anh chị nhà đầu tư có thể là nhìn tốt hơn về thị trường anh chị nhà đầu tư nào mà quan tâm yêu quý tham gia vào làm đồng hành cùng với em lâm liên hệ ngay với em lâm để em lâm có thể hỗ trợ tư vấn đồng hành xây dựng cơ cấu lại danh mục cho quý anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn sắp tới nha anh chị đừng quên đã like cho em một cái cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha